Do tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, rất nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để khống chế dịch bệnh lây lan. Trong cuộc sống của rất nhiều người dân gặp khó khăn vì mất việc, không có thu nhập, không ít người đã muốn trở về quê nhà nhưng không có kinh phí đi đường nên phải đạp xe đạp hoặc thậm chí là đi bộ nhiều ngày. Và mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh của một người đàn ông bật khóc vì nhận được số tiền hỗ trợ từ những nhà hảo tâm sau chuỗi ngày đi bộ trở về quê nhà được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đoạn clip này, khi cầm trên tay số tiền, người đàn ông bật khóc vì xúc động. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Từ đó đến giờ, em chưa bao giờ cầm số tiền lớn như thế này. Mọi người xung quanh liền động viên và an ủi anh. Gần đây thì anh muốn về nhà với chị gái tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, nhưng do không có tiền nên anh đã quyết định đi bộ. Anh đi bộ ròng rã suốt 16 ngày, đi đường ai cho gì thì ăn nấy, ngủ vật vã ở nhà dân ven đường. Đến ngày 24 tháng 7, khi anh đến thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông, thì người dân có thăm hỏi và biết được hoàn cảnh khó khăn của anh. Một nhóm Facebook có tên Đắk Rơ Lấp 24 giờ đã kêu gọi sự giúp đỡ và quyên góp được hơn 7 triệu đồng giúp anh có tiền lộ phí đi đường, đồng thời giúp anh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để có thể đến tỉnh Bình Phước dễ dàng hơn.